Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của huyện Phú Yên phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Chương trình hôm nay có nội dung sau. Gương sáng trên dẻo đồi cao trong phòng chống dịch COVID-19. Cây lâm nghiệp hướng đi phát triển bền vững tại các xã vùng lòng hồ Phú Yên. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, không kể những bất lợi của thời tiết, trên những dẻo đồi cao của bản Kim Bon luôn vang giọng tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của anh Giàng A Súa, trưởng bản, tổ trưởng tổ COVID cộng đồng bản Kim Bon, xã Kim Bon, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La. Những âm thanh quen thuộc hàng ngày của anh truyền tải các thông tin quan trọng cũng như các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đến với bà con. Với sự nhiệt tình trách nhiệm, anh Súa đã góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã, được Ủy ban Nhân dân xã Kim Bon, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên đánh giá cao và nhận được sự tin tưởng của bà con nhân dân. Bản Kim Bon có nhiều công dân đi làm ăn xa tại tỉnh Bình Dương trở về tránh dịch. Trong đợt dịch vừa qua, bản có trên 200 người về và phải thực hiện cách ly y tế theo quy định, trong đó có 10 người dương tính với SARS-CoV-2. Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, theo sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện về xây dựng mô hình lán trại cách ly tại xã, bản, anh Giàng A Súa, trưởng bản, tổ trưởng tổ COVID cộng đồng bản Kim Bon đã vận động các hộ gia đình hoàn thành 65 lán trại kiên cố chỉ trong vòng một tháng. Trách nhiệm và nâng cao công tác phòng chống dịch một cách hiệu quả, anh Súa cùng tổ COVID cộng đồng bản yêu cầu nhắc nhở và quản lý chặt chẽ người cách ly, thực hiện tốt những quy định trong thời gian cách ly, đồng thời nhắc nhở người dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh, nghiêm cấm người thân không được đến khu cách ly và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Do đó, bản Kim Bon không có ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Lượng đám bay dương lửa chơi. Được sự tuyên truyền của xã, đặc biệt là anh Súa luôn gọi điện hỏi thăm và nhắc nhở tôi phải thực hiện đúng các quy định trong khu cách ly, không được trốn về nhà để đảm bảo an toàn cho các con. Nên tôi đã chấp hành và an toàn trở về sau thời gian thực hiện cách ly. Vừa rồi tôi cũng có người thân thực hiện cách ly tại khu cách ly ở bản Kim Bon, nhưng tôi chỉ đưa thức ăn, quần áo cho tổ COVID cộng đồng bản rồi về. Bản Kim Bon có 100% đồng bào sinh sống là dân tộc Mông, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ người biết tiếng phổ thông rất ít. Đây cũng là khó khăn trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch, cũng như thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Vì sự bình an của bà con trong bản trước dịch bệnh, vào 3 thời điểm trong ngày, sáng, trưa và tối, anh Súa luôn phát các bài tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của bản để người dân nắm được thông tin, cách phòng tránh dịch bệnh. Tranh thủ thời gian để đi từng ngõ, đến từng nhà, tuyên truyền bằng tiếng Mông để người dân hiểu, không hoang mang, không chủ quan trước dịch bệnh và chấp hành mọi chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đã sẵn sàng giúp anh em đưa đón công dân vào trong khu và tiếp nhận nhu yếu phẩm cho công dân trong khu cách ly được. Một số người dân trong bản cũng là không biết chữ và thiếu hiểu biết về pháp luật nên tôi đã tuyên truyền về bằng nhiều hình thức cho người dân hiểu yên tâm để cùng nhau đẩy lùi COVID. Mặc dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng việc nhắc nhở, yêu cầu và hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện 5K luôn được anh thực hiện hàng ngày như một việc không thể thiếu. Bà con luôn tin tưởng và biết cách tự phòng chống dịch cho bản thân, nhất là việc đeo khẩu trang giờ đã thành vật dụng không thể thiếu mỗi khi ra khỏi nhà hay ở những nơi công cộng đông người. Cả bản luôn đoàn kết, cùng nhau chấp hành tốt các quy định trong phòng chống dịch. Ban chỉ đạo phòng chống COVID xã đã quán triệt và tổ chức triển khai đến với các trường bản thì đồng chí Súa đã làm nhiệm vụ rất tốt trong quá trình triển khai cho các tổ COVID của cộng đồng. Để quán triệt và tuyên truyền cho các công dân đi làm ăn xa về, giúp một cái phần như xây dựng lán trại để chuẩn bị lán trại cho các công dân cách ly, và thứ hai nữa là làm tốt cái công tác tuyên truyền để bà con nhân dân chấp hành ở trong cái khu cách ly để không để lây lan ra cộng đồng. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, bản thân anh Súa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Khi còn dịch thì còn nhiệm vụ
và phải tận tụy hết mình để đồng bào, cộng đồng nơi vùng cao được an toàn, để phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no hơn. Tình hình dịch bệnh như vậy thì tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân trong bản để thực hiện tốt các quy định của Đảng Nhà nước về luật phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là nội dung 5K của Bộ Y tế để dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng. Nhiều năm nay, đối với các xã vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình của huyện Phú Yên đã được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm, đầu tư nhiều chương trình dự án với mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho người dân nơi đây. Trong đó, dự án trồng cây lâm nghiệp là một trong những dự án đã triển khai thực hiện có hiệu quả rõ rệt, giúp người dân vùng lòng hồ có thu nhập từ nghề rừng, góp phần nâng cao mức sống người dân cũng như độ che phủ rừng của huyện Phú Yên lên 48% vào năm 2020. Nằm trong vùng khí hậu khô nóng quanh năm, bản Liên Hợp xã Tưởng Hạ sau nhiều năm loay hoay tìm hướng đi trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo với đủ nghề mưu sinh từ chăn nuôi sản xuất cho đến nuôi trồng thủy sản đã từng bước đổi thay từ trồng rừng phủ xanh đồi dốc chọc. Sau nhiều năm kiên trì, những hộ tiên phong trồng rừng đã hưởng trái ngọt đầu tiên, tin tưởng vào nghề trồng rừng. Trồng cây gỗ tách, xoan, bạch đàn đã là hướng phát triển kinh tế bền vững và lâu dài đối với người dân vùng lòng hồ. Từ năm 96-98 có cái dự án 77 vào thì cho bà con trồng tách. Thì sau vài năm thì thấy hiệu quả cây tách thì cho thu nhập cao. Đấy, nếu mà những cái trường hợp hộ nào mà đã trồng được từ hơn 10 năm ấy, thì mỗi năm thì trung bình là thu nhập từ 30-40 triệu rồi trên một năm. Nếu mà những cái hộ là nó trồng không cần đến tiền mà không bán gỗ ấy, thì để 15-16 năm ấy thì giá trị của cái tách là rất cao. Nhưng hiện tại bây giờ bà con nó tự trồng, tự mua giống về tự trồng. Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển trồng cây lâm nghiệp trong xóa đói giảm nghèo bền vững, cấp ủy chính quyền xã Tường Hạ luôn bám sát sự chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, luôn sát cánh cùng người dân các xã vùng lòng hồ, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát tình hình thực tế, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp để định hướng cho bà con phát triển sản xuất. Mốc phát triển trồng cây lâm nghiệp ở các xã vùng hồ là vào năm 1995. Huyện triển khai dự án trồng rừng theo quyết định số 747 ngày 7 tháng 12 năm 1994 với mục tiêu ổn định dân cư và phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư lòng hồ Thủy điện Hòa Bình, còn gọi là dự án 747. Ngoài ra, từ nguồn vốn của Nghị quyết 30A về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao kế hoạch trồng rừng hàng năm cho các địa phương, hỗ trợ người dân giống các loại cây lấy gỗ có giá trị kinh tế cao để đưa vào trồng như tách, xoan, bạch đàn. Theo thống kê của xã Tường Hạ, thời điểm giao đất giao rừng năm 2002, toàn xã chỉ vẻn vẹn có 27 hectare rừng, độ che phủ rừng chưa tới 2%. Đến hết năm 2020, tổng diện tích rừng toàn xã đã đạt 681 ha, độ che phủ rừng đạt 34,5%. Đảng ủy Hội đồng Nhân dân cũng ra nghị quyết lãnh đạo chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang trồng rừng ở một số cái nơi đất dốc như đất bạc màu. Thì đối với Ủy ban Nhân dân xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch triển khai đến toàn thể bà con nhân dân. Trong quá trình triển khai thì bà con nhân dân cũng tích cực hưởng ứng. Ngoài ra là có cái dự án cũng là hỗ trợ một số cây con giống cũng như là kỹ thuật để bà con nhân dân chăm sóc bảo vệ. Hiện nay đối với xã Tường Hạ đang xây dựng cái kế hoạch là tiến tới là khai thác là hơn 20 ha đối với rừng trồng. Còn là xu hướng tới, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xác định là mọi người dân sẽ bám và sống chủ yếu vào cái nghề rừng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã Tường Hạ chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã bám sát các cơ sở, đặc biệt cán bộ kiểm lâm địa bàn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng, cách khai thác đúng niên vụ và độ tuổi của rừng để mang lại năng suất, lợi ích cao cho người trồng rừng. Tổ chức thực hiện ký cam kết đối với các hộ trồng rừng trong khai thác đi đôi với trồng rừng bổ sung trên diện tích đã khai thác, tích cực trồng mới để tăng diện tích rừng trồng. Để phát triển rừng ấy thì tuyên truyền cho bà con ngoài cái diện tích mà bà con đã chăm sóc và bảo vệ hàng năm, bà có hướng dẫn bà con là phát triển nghề rừng, tức là những nơi mà đất trống đồi chọc
bà con là tích cực tham gia là trồng rừng vào. 4-5 năm trở lại đây thì bà con là không phá rừng làm nương, khai thác rừng trái phép và cháy rừng là hiện tượng đấy không xảy ra. Với hiệu quả kép từ rừng trồng mang lại, đó là phủ xanh đất trống đồi trọc, chống xói mòn cho đất và được thu nhập từ cây gỗ. Bắt đầu từ năm 2000, huyện Phú Yên tiếp tục triển khai trồng cây lâm nghiệp tại 100% xã Lòng Hồ Thủy Điện Hòa Bình và đã nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân. Tại Đại hội Đảng bộ huyện Phú Yên, nhiệm kỳ 2016-2020, quy hoạch phát triển kinh tế các xã vùng Lòng Hồ Thủy Điện Hòa Bình, đó là tập trung phát triển nuôi cá lồng và mở rộng diện tích trồng cây lâm nghiệp, đã được đưa vào nghị quyết. Để cụ thể hóa nghị quyết này, các xã vùng Lòng Hồ của huyện Phú Yên đã tích cực triển khai thực hiện. Và Tường Phong là một trong những xã tích cực tiên phong đi đầu của huyện Phú Yên trong việc hiện thực hóa nghị quyết vào cuộc sống. Ủy ban xã đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các bản bà con nhân dân toàn xã là trồng và chăm sóc bảo vệ rừng. Tổng diện tích trồng mới của năm 2021 là được 70,6 ha, 280 diện tích là cũ của các năm. Tổng diện tích hiện tại là 350,6 ha. Lấy cái mục tiêu là trồng rừng phát triển kinh tế xã hội từ từng hộ gia đình để tăng cái thu nhập cho từng hộ. Vận động bà con một là tự túc trồng và thứ hai là trồng theo dự án của chương trình của huyện. Hiện tại, diện tích rừng trồng tại Tường Phong có gần 400 ha, với cây tách chiếm gần 300 ha, được trồng nhiều nhất và hiệu quả là bản Bèo và bản Hạ Lương. Việc trồng cây lấy gỗ được người dân nơi đây coi là hướng đi phát triển kinh tế chính và triển khai hàng năm. Đất của bản Bèo đây là hợp nhất là cái cây tách, bởi vì chúng thực hiện chỉ có 1-2 năm đầu ấy là phải phát dọn cái thực bì cho nó. Đến cái năm khai thác thì là nhà cũng khai thác làm nhà. Vừa làm nhà xong thì số tách còn lại là gia đình cũng bán 2-3 đợt. Tổng thu nhập của cây tách cũng gần 200 triệu. Thì chúng tôi là ở đây là vùng đất dốc, tức là chống xói mòn, hai nữa là chúng tôi là vùng dưới chân đồi là trồng được cây tách là chống xói mòn và sống có nguy cơ sạt lở. Chúng tôi là rất yên tâm. Xong là bà con là trồng rừng vào cảm thấy ổn định hơn. Với hiệu quả từ trồng rừng mang lại, hiện nay ngoài đăng ký tham gia và được hỗ trợ cây giống, nhiều hộ dân các xã vùng Lòng Hồ Thủy Điện Hòa Bình thuộc huyện Phú Yên đã có ý thức tự bỏ tiền vốn để mua cây giống, thuê mượn đất để trồng cây lâm nghiệp, với mong muốn cải thiện kinh tế và làm giàu từ rừng. Đến nay, người dân tự bỏ vốn trồng cây đã đạt trên 200 ha. Để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra về kế hoạch phát triển kinh tế rừng hiệu quả, phấn đấu nâng độ che phủ rừng lên trên 50%, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương, hiện thực hóa nghị quyết, các xã tiếp tục bảo vệ tốt diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên, phục hồi diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, tiếp tục triển khai trồng cây lâm nghiệp trên diện tích đất trống đồi bạc màu. Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ người dân phát triển rừng bền vững. Đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu trồng cây lâm nghiệp, huyện sẽ hướng dẫn sản xuất theo phương thức nông lâm kết hợp, thực hiện chăn nuôi đại gia súc và trồng cây nông nghiệp trong thời gian chưa có thu nhập từ rừng. Định hướng trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục định hướng cho bà con các xã vùng Lòng Hồ phát triển cây lâm nghiệp là trồng rừng. Và hiện nay chúng tôi cũng đang định hướng cũng như là thu hút thêm một số cái doanh nghiệp, một số cái đơn vị về phát triển cái cây dược liệu dưới tán rừng. Thì tới nay thì chúng tôi cũng đang định hướng theo hướng là phát triển trồng rừng gắn với lại phát triển cây dược liệu cho các xã vùng Lòng Hồ và các xã vùng cao. Hiện nay là qua đánh giá thì thấy hiệu quả rất là tốt, rất là phù hợp. Đấy, ngoài những cái chương trình mà dự án mà được hỗ trợ thì người dân bây giờ đã có những cái thay đổi về nhận thức, về tư duy, về phát triển kinh tế nghề rừng. Và hiện nay bà con cũng đã tự bỏ vốn ra trồng tương đối là lớn với cái diện tích mà rừng, đặc biệt là rừng hai dọc hai bên bờ sông Đà. Với mục tiêu kép, phủ xanh đất trống đồi trọc và tạo sinh kế, phát triển kinh tế bền vững cho người dân, việc trồng cây lâm nghiệp ở các xã vùng Lòng Hồ của huyện Phú Yên đã minh chứng rõ nét hướng đi đúng này. Trang truyền hình cơ sở của huyện Phú Yên phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở lần sau.